Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 12, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có kế hoạch số 208 triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Ghi nhận của phóng viên về những thành công trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Thay mặt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng đã báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và kế hoạch trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong năm qua. Trong đó nổi lên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, phòng chống cháy rừng, tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giải quyết tốt tôn đọng chính sách sau chiến tranh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Đồng chí Bùi Thanh Hà đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền nhân dân địa phương. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Đức Thanh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời mong muốn lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người lính bộ đội cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng đã gửi lời cảm ơn tới Ban trị sự và lời chúc sức khỏe tới các chức sắc, đồng bào Phật tử trong toàn tỉnh. Đồng thời mong muốn các chức sắc trong Ban trị sự và đồng bào Phật tử toàn tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, chung sức chung lòng cùng nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông qua các hoạt động này, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế hướng đến giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đến nâng đáp nghĩa đến với thế hệ trẻ về công lao to lớn của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các chiến sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Căn nhà nhỏ của cựu thanh niên xung phong Lê Việt Sỹ, thị xã Hương Trà ấm cúng hẳn lên khi có sự viếng thăm của các em học sinh trường Trung học cơ sở Hà Thị Hạnh. Tuổi cao sức yếu, cả con đều làm ăn xa. Đã lâu lắm rồi, cô Lê Việt Sỹ mới có dịp tâm sự những câu chuyện về thời kỳ oanh liệt năm xưa. Những câu chuyện đầy hoài niệm, minh chứng là những vết thương chiến tranh vẫn còn hằn lại trên cơ thể cô, đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh về sự khốc liệt của chiến tranh, về sự hy sinh thầm lặng của những anh hùng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc. Dạ, chỉ là hôm nay khi mà đến thăm bác, đó là một người của cựu thanh niên xung phong thì em cảm thấy là rất là xúc động vì những câu chuyện mà bác kể, đó là những câu chuyện về cách mạng. Bác tham gia cách mạng từ khi bác chỉ mới là 20 tuổi mà thôi. Đó là một thời gian gọi là thời gian tuổi trẻ của tuổi thanh xuân, nhưng mà bác đã tận tụy hết mình hy sinh vì đất nước. Qua những hoạt động này thì chúng em càng cảm thấy sâu sắc hơn cái tình yêu đó, bởi vì đã có rất nhiều người đã truyền cảm hứng cho chúng em và bác là một trong những người đã truyền cảm hứng cho em, cảm thấy giúp cho em cảm thấy thêm yêu đất nước mình hơn. Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho các thế hệ đoàn viên thanh niên luôn là mục tiêu được Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế hướng đến. Chương trình giao lưu với chủ đề Tự hào truyền thống tiếp bước cha anh là một trong số rất nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những ca khúc sống mãi cùng thời gian với giai điệu hào hùng do chính các cựu thanh niên xung phong, hội tụ yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày đã một lần nữa đưa mọi người trở lại với những kỷ niệm trong những ngày tháng chiến đấu oanh liệt, sự kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập. Năm tham gia một đêm ý nghĩa này với là khi mình còn đang là sinh viên đến trường Đại học Huế thì em thấy rất là tự hào và cảm thấy xúc động khi được chia sẻ cũng như lắng nghe những lời chia sẻ của các bác, các cha ông anh mình mà đã tham gia các cuộc chiến tranh. Thì từ đó em có những cái bài học cũng giống như là mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể làm tốt cái trách nhiệm và cương vị của một sinh viên. Bản thân em cảm thấy tự hào và cố gắng phát huy hơn nữa vì truyền thống yêu nước này. Bác sẽ cố gắng trong tương lai cố gắng học tập và phát huy tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ cũng như là cho đất nước để góp phần đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Trong không khí thân mật và ấm áp, các sinh viên Đại học Huế đã được nghe những chia sẻ, những câu chuyện thật về thời chiến tranh do chính các cựu chiến binh từng trải qua. Đó là những câu chuyện khắc nghiệt đầy bom đạn, là những đau khổ khi sống những năm tháng bị giặc cầm tù. Và vượt lên trên tất cả vẫn là sự kiên cường, bất khuất, hy sinh thân mình, cùng không chịu đầu hàng của những anh hùng dân tộc. Họ, những cựu chiến binh mang trên mình đầy thương tích, vẫn đang ngày ngày truyền tiếp ngọn lửa về tình yêu đất nước, về lòng dũng cảm, kiên cường. Hội Cựu chiến binh Đại học Huế đã tổ chức một cái đêm giao lưu nhằm là truyền lửa, truyền tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần học tập cho sinh viên trong Đại học Huế để chúng tôi hướng tới là trong tương lai cái đội sinh viên của Đại học Huế sẽ là chủ nhân trong tương lai của đất nước, sẽ có một cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, tinh thần quân đội trong việc là bảo vệ, gìn giữ và xây dựng tổ quốc ngày càng to lớn hơn, đẹp hơn. Chương trình tự hào truyền thống tiếp bước cha anh nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày hôm nay. Chúng tôi muốn truyền đạt cho các bạn sinh viên và thể hiện cái lòng biết ơn, sự tri ân của đoàn viên sinh viên của Đại học Huế dành cho các anh hùng liệt sĩ, các chiến binh, các chiến sĩ đã chiến đấu ở chiến trường trở về. Và thông qua những cái bài nói chuyện, những cái nhân chứng lịch sử của ngày hôm nay, tiếp lửa cái truyền thống, giáo dục cái lý tưởng cách mạng và tiếp thêm cái động lực cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Chiến tranh lùi xa đã lâu nhưng những nỗi đau để lại vẫn còn đó. Tinh thần chiến đấu anh dũng bất khuất vẫn còn đó và đang được truyền lửa đến các thế hệ trẻ hôm nay. Với vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để tiếp bước truyền thống cha anh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chuyển sang những tin tức khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết sẽ công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương, gọi tắt là DDCI, vào đầu tháng 1 năm 2019. Năm 2018 là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương, gọi tắt là DDCI trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, Thừa Thiên Huế đã rất quyết liệt và mạnh dạn khi đưa vào thực hiện đánh giá đến 32 các sở ban ngành và địa phương với số lượng phiếu phát ra rất lớn, thông qua rất nhiều hình thức như khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp, qua mạng Internet hay thông qua hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Tất cả nhằm tạo sự thuận tiện và tối ưu nhất cho doanh nghiệp khi tham gia khảo sát. Bước đầu thu về gần 1.500 phiếu cho thấy tính chủ động, sự tin tưởng của doanh nghiệp vào các hành động nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của chính quyền, cũng như công tác thu thập ý kiến của đơn vị triển khai khảo sát đã phần nào phát huy được hiệu quả. Được biết, trong thời gian qua, tỉnh cũng đã thực hiện xây dựng phần mềm hệ thống thông tin doanh nghiệp. Hệ thống đã liên thông với cơ quan thuế trong đăng ký hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch số 208 triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục phát triển ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Huế, kinh đô của lễ hội và ẩm thực, tạo động lực nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trọng tâm năm 2019 xây dựng và bước đầu triển khai một số hạng mục của đề án Huế kinh đô ẩm thực, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ của dạng hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch và phát triển du lịch địa phương. Năm 2019, phấn đấu đạt từ 4,5 đến 4,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40 đến 45%, khách lưu trú đạt từ 2,2 đến 2,3 triệu lượt, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt từ 4.700 đến 4.900 tỷ đồng. Một số nhiệm vụ và giải pháp được xác định đó là phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện môi trường du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, tăng cường các hoạt động hợp tác liên kết. Chiều qua, Sở Du lịch tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh nhằm lấy ý kiến đóng góp vào kế hoạch năm 2019 của ngành. Với chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 đón khoảng 4,7 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú khoảng 2,3 triệu lượt, ngành du lịch xây dựng kế hoạch với các nhóm nhiệm vụ giải pháp chính và danh mục hơn 100 nhiệm vụ cụ thể của ngành du lịch, các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất ý kiến của khối doanh nghiệp lưu trú, quan tâm một số vấn đề về miễn visa cho một số thị trường khách quốc tế, việc nâng cấp sân bay, tăng chặng bay đến Huế, mở rộng khai thác thị trường khách nội địa, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ bán hàng, xích lô, xe thồ, vấn đề đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch để phục vụ thủ khách. Lãnh đạo Sở Du lịch trực tiếp trao đổi giải đáp những vướng mắc đến doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị trên Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành nhằm kịp thời hỗ trợ giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Tổng mức đầu tư xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện các dự án của doanh nghiệp tăng cao. Một trong những dự án được đánh giá thực hiện vốn khá và vượt tiến độ là dự án The Menu Crow do công ty cổ phần Bưu điện Vitan thuộc tập đoàn Bitechco làm chủ đầu tư. Dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, cùng với các dự án lớn trên địa bàn sẽ tạo điểm nhấn mới cho bộ mặt đô thị Huế. Trong đợt giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh mới đây, dự án The Menu Crow được đánh giá là một trong những dự án thực hiện tốt chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn. Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ đầu năm 2015 và bắt đầu mở bán từ quý 4 năm 2016. Đến nay, giai đoạn 1 dự án gồm 43 căn nhà phố thương mại, shop house và 24 căn biệt thự song lập đã hoàn thiện. Hiện nay, đã có 40% khách hàng khu đô thị đã đến ở và đang hoàn thiện nhà. Cùng với đó, hiện nay, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng giai đoạn 2 khu phức hợp Menno Crowd Tower gồm 19 tầng, trong đó một tầng hầm, tầng 1 đến tầng 4 là 48 căn shop house. Tầng 5 đến tầng 6 là điểm đến của các dịch vụ tiện ích như mua sắm, giải trí, ẩm thực, khu vui chơi trẻ em và hai tháp đôi từ tầng 7 đến tầng 19 với 184 căn hộ. Đến thời điểm này, khu phức hợp này đã được thi công tầng thứ 8, vượt tiến độ đề ra hơn 2 tháng. Đầu tháng 1 năm 2019, chủ đầu tư tiến hành mở bán đợt 2 khu phức hợp The Mandalay Tower để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn. Dự kiến công trình nhà phức hợp sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Được biết, tổng giá trị đầu tư đã được thực hiện tầm tính đến nay hơn 400 tỷ đồng. Tiếp tục chương trình là các tin tức trên lĩnh vực y tế, giáo dục, trật tự xã hội. Chiều qua, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y tổ chức lễ tổng kết và bế giảng khóa chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện Quân y 103. Tham gia khóa học có 24 học viên gồm 13 bác sĩ, 11 điều dưỡng. Khóa học bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 tại khoa tim mạch lồng ngực, khoa gây mê hồi sức, khoa chẩn đoán hình ảnh và đã thực hiện 20 ca phẫu thuật suy tim. Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhấn mạnh sự gắn bó thân thiết giữa hai đơn vị trong thời gian dài thể hiện qua hình thức gửi các ekip chuyển giao kỹ thuật mới. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp bày tỏ mong muốn hai đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các khóa chuyển giao kỹ thuật mới gắn với ưu thế của mỗi đơn vị. Phóng sự sau là ghi nhận của phóng viên về những thành công trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đây là một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế do thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Phúc, phó khoa chấn thương chỉnh hình lồng ngực cùng ekip bác sĩ thực hiện trong ngày 19 tháng 12 năm 2018. Bệnh nhân nhi 10 tuổi bị tai nạn giao thông, chân phải cụt ngang gối, chân trái mất nửa bàn chân. Thì trăn trở của ekip ở đây là làm sao là phục hồi lại chiều dài của bên chân trái, đồng thời chúng tôi giữ được cái bàn chân phải có cảm giác, chức năng và thẩm mỹ để cho cháu sớm trở lại những cái sinh hoạt trước đây. Yêu cầu ca mổ thực hiện cần phải che phủ mỏm cụt đuôi bệnh nhân, giữ chiều dài để mang chân giả phục hồi chức năng sớm. Chân phải cần chuyển vạc phi phẫu đuôi trước ngoài phức hợp có cảm giác để tái tạo bàn chân trái, phục hồi cảm giác, phục hồi hình dạng bàn chân để chiều tì đè đi lại. Sau 10 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật thực hiện thành công và đạt được mục tiêu phục hồi lại chức năng và thẩm mỹ bàn chân. Đây là ca thứ 3 do thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Phúc, phó khoa chấn thương chỉnh hình lồng ngực Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cùng ekip thực hiện vi phẫu thành công trong năm 2018. Kỹ thuật mới trong đó là sử dụng phương pháp phức hợp vi phẫu, tức là nhiều thành phần mô Bên cạnh cái giá và cân chúng tôi che phủ đến bề mặt thì chúng tôi sử dụng thêm vật liệu cơ để làm trạm các cái khuyết hỏng lớn bên dưới để đảm bảo phục hồi vừa chức năng vừa thẩm mỹ cho trẻ. Đấy không phải là trường hợp đầu tiên. Đầu tiên là bởi vì cháu bị hai chân cùng một lần, chúng tôi phải thực hiện hai phẫu thuật đại phẫu trên cùng một bệnh nhân. Và trước đây chúng tôi đã làm cho những bệnh nhân 8 tuổi, 9 tuổi đã thực hiện kỹ thuật chuyển và phi phẫu nối thân kết mạch máu và cũng đã thành công che phủ cho những cái huyết hồng bên mềm sau bị tai nạn, lộ xương, trấn hoại tử, trấn cắt cụt, rồi một số trường hợp bị chấn thương dập nát phần mềm nặng thì chúng tôi phục hồi tốt. Sự thành công của ca phẫu thuật vi phẫu lần này một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn cao của khoa, góp phần khẳng định vị thế của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 22. Có 5 nghiên cứu sinh và 138 học viên cao học tốt nghiệp được cấp bằng. Bắt đầu đào tạo sau đại học từ năm 1993, đến nay trường đã tổ chức 24 khóa cao học với 2.726 học viên, trong đó có hơn 2.254 học viên được công nhận thạc sĩ khoa học, 472 học viên cao học và 46 nghiên cứu sinh đang tiếp tục theo học ở 10 chuyên ngành đào tạo sau đại học là khoa học cây trồng, chăn nuôi, thú y, quản lý đất đai, lâm học, nuôi trồng thủy sản, phát triển nông thôn, kỹ thuật cơ khí, bảo vệ thực vật. Nhờ tinh thần cảnh giác đấu tranh với tội phạm, ngay khi phát hiện đối tượng là có hành vi trộm cắp tài sản, cháu Nguyễn Thị Anh Linh, 15 tuổi, đã nhanh chóng truy hô, phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng, giao nộp cho công an phường An Cựu, thành phố Huế. Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1967, thường trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khai nhận, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2018, Hải đi xe mô tô đến mua hàng tại số 6 An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế. Lợi dụng lúc cháu Linh sơ hở trong lúc bán hàng, Hải đã lén lút lấy trộm một điện thoại di động iPhone 6 để ở bàn phía sau quầy. Khi Hải lấy xe định tẩu thoát thì bị cháu Linh phát hiện, giữ xe lại và truy hô. Phối hợp cùng nhân dân bắt giữ Hải và giao nộp cho công an phường An Cựu. Được biết, ngày 24 tháng 10 năm 2018, Hải bị tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Nhưng Hải bỏ trốn khỏi địa phương ra thành phố Huế tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị bắt giữ. Hiện công an phường An Cựu đã củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Huế thụ lý. Phần cuối chương trình trở lại với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Liên hoan những bài ca không quên lần thứ 24 đã diễn ra vào tối qua tại Trung tâm Văn hóa thành phố Huế. Diễn ra từ ngày 15 tháng 12, liên hoan có sự tham gia của gần 40 đơn vị đến từ các phường, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học với hơn 100 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước và hình tượng chiến đấu anh dũng hy sinh của người bộ đội Cụ Hồ. Tại đêm công diễn, những tiết mục xuất sắc nhất của liên hoan đã được trình diễn phục vụ khán giả như nhạc rừng, màu cờ tôi yêu, nhánh lan rừng, mùa xuân trên quê hương. Ban tổ chức đã trao giải nhất khối phường, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giải nhất khối trường học thuộc về trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Giải vô địch cầu lông bóng bàn các lứa tuổi câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 3 đã được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức vào tối qua tại nhà thi đấu số 1 Hà Huy Tập Huế. Giải năm nay có sự tham gia của hơn 250 vận động viên nam nữ đến từ 29 câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài tại 21 nội dung cá nhân, đồng đội nam, đồng đội nữ từ 7 đến 50 tuổi. Về việc mở rộng về nhóm tuổi tham dự cùng với sự đa dạng về các nội dung thi đấu, giải vô địch cầu lông bóng bàn các lứa tuổi câu lạc bộ tỉnh lần thứ 3 sẽ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu thể thao tại địa phương. Dự kiến giải đấu diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 12. Sáng nay, huyện Quảng Điền tổ chức giải đua ghe truyền thống lần thứ 21. Đây là hoạt động thể thao thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và tài năng của người dân vùng sông nước. Tham gia giải đua ghe có 11 đội đến từ 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Điền. Mỗi xã thị trấn thành lập đội tuyển với 30 người, trong đó có 9 vận động viên tham gia thi đấu chính thức. Giải đua ghe gồm có 9 đội đua, trong đó có 1 đội cúng, 4 đội tiền nam, 2 đội tiền nữ, 1 đội nam nữ phối hợp và 1 đội thái bình. Hình thức đua 3 vòng 6 tráo đối với nam, 2 vòng 4 tráo đối với nữ. Ngay trên dòng sông Xìa, các tay đua đã thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và tài năng sông nước của mình để có những đường đua đẹp mắt, những pha luồn ve rốn thật nghệ thuật trước sự cổ vũ, reo hò của hàng nghìn người dân địa phương. Kết thúc giải đua, ngoài các giải mỗi đội đua, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội đạt thành tích cao. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.